Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Ok, thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Make Money Online của mình nhé. Ok, thì hôm nay em sẽ nói về ba mục. Mục thứ nhất là em sẽ nói qua khái niệm về cái mạng xã hội PTOK, và mục thứ hai em sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký cái mạng xã hội PTOK mọi người nhé. Ok, thì có mục thứ ba là em sẽ hướng dẫn mọi người có thể là kiếm được Pi trên cái mạng xã hội PTOK này. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu vào luôn mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ qua cái phần em sẽ nói qua cái phần là phần một trước, là nói qua về khái niệm cái dự án PTOK. Mọi người đây, mọi người có thể là vào trong tại đây cho em này, nhập P Network đây nhé. Đây là cái trang page của em ở nhá. Mọi người giúp em một like và một theo dõi kênh mọi người nhé. Ok. Thì cái dự án PTOK này, cái trang này là em sẽ cập nhật rất nhiều những tin tức mới nhất mọi người nhé. Mọi người có thể là theo dõi và cập nhật thường xuyên mọi người nhé. Đây này. Các giao dịch này này. Đây. Rất nhiều tin tức hữu ích này. Đây. Đấy. Chúng ta vừa xem được tin tức hữu ích về Pi này, vừa có kiến thức thêm về cái thị trường crypto mọi người nhé. Ok. Đây. Hello, xin thông báo cho mọi người, PTOK chúng tôi sẽ hợp tác với ngân hàng MyPBay và P-Order và các doanh nghiệp khác để cùng phát triển. Đấy là cái tương lai mọi người nhé. Để mình kéo xuống phát nữa. Đây là cái vụ mà mua bán xe này. Công ty này. Đây, còn đây vụ là mua xe 500p, mua con Audi A6. Hình như con này hình như là hơn hơn 2 tỷ, tầm 2 tỷ tư đến 2 tỷ 5 gì đấy. Ok đây rồi. Thì cái ứng dụng PTOK này, nó là một nền tảng mạng xã hội dành cho những người tham gia Pi ấy, để người ta trải nghiệm đầu tiên ấy. Và cái này có thể là trao đổi hàng hóa này, trao đổi dịch vụ với nhau nhá. Và mình nói giống kiểu là Facebook ấy đấy, nhưng mà được cái là nó tích hợp vào mua bán hàng hóa giống mấy cái trang web, giống cái trang web Pi Code ấy, hoặc là cái trang web Shopee ấy. Ok, thì đặc trưng của nó là thương trường này, mạng xã hội này, trang kinh doanh này, các nhóm người sử dụng này, quảng cáo kinh doanh này, mua và bán cho Pi này. Mua và bán cho Pi có nghĩa là mình có thể mua hàng hóa bằng Pi mọi người nhé. Ok. Còn cái PTOK này này, nó sẽ chạy ở trên cái nền tảng blockchain của Pi mọi người nhé. Nó sẽ sớm được phi tập trung thôi. Mục tiêu của nó là cung cấp cho tất cả Pi Network và Pioneer cộng đồng mở cho mọi người có thể là bán được sản phẩm, bán được những đồ khác để thu được cái đồng pi đấy, để những ai mà cần pi ấy thì người ta sẽ lấy hàng hóa ra, người ta bán, người ta trao đổi. Cái này là dự án này là của Mỹ mọi người nhé, nên có thể là mua đồ bên Mỹ về được, hoặc là bán đồ đi sang Mỹ cũng được. Hợp tác thì chúng tôi sẽ cộng tác với những người hàng ngày và có tài năng và kỹ năng, cũng như với tất cả nền tảng Pi Network đang được tạo ra để mang lại giá trị cho dự án Pi. Có nghĩa là nó sẽ liên kết hợp tác với như kiểu là cái hợp tác với cái ngân hàng MyBay ấy, hoặc là cái BOGG và nhiều cái dự án khác tham gia cái hackathon mới nhá. Cái dự án PTOK này nó cũng tham gia cái hackathon nhá. Ok, Hackathon thì nó mới vừa kết thúc rồi, tầm khoảng là tháng 10. Hình như là, đúng rồi, tháng 10 hay sao ấy. Tháng 10 nó sẽ công bố kết quả xem ai được giải thưởng giải nhất hay gì gì đấy. Hình như giải thưởng nhất được mấy chục nghìn đô hay sao ấy. Nếu mà tính ra miền Việt chắc là mấy tỷ. Ok nhá, đây. Ok, thì nói chung là mình sẽ nói lại với cái PTOK nhá. Cái PTOK này thứ nhất là nó sẽ như kiểu mạng xã hội Facebook hay TikTok thôi. Nó cũng kiểu là giao lưu trao đổi. Cái thứ hai là nó sẽ có gian hàng mua bán hàng hóa bằng Pi trên đấy. Cái thứ ba nó sẽ tích hợp với ngân hàng MyPay hoặc là POGG
BeyondTheGlue và MyBI nó cùng tham gia cái hackathon mọi người nhé. Nó cùng tham gia cái hệ sinh thái thử nghiệm của hackathon. Ok. Thì nói chung là cái này thì nó đang dùng ở trên web mọi người nhé. Mọi người có thể là đây, mọi người có thể là lên Chrome này. Bây giờ mình sẽ đến bước 2 luôn là hướng dẫn mọi người đăng ký cái Ptalk mọi người nhé. Ok. Và cái bước 3 là cái bước quan trọng nhất, là mình sẽ hướng dẫn mọi người là kiếm được cái đồng Ptalk này. Nhưng mà mọi người phải làm theo mẹo của mình nhé. Ok, mọi người tìm trên Chrome này. Nhập Ptalk vào này. Đây. Ok. Xong mọi người sẽ đăng ký cho em nhé. Ấn login này. Ấn reset. À không. Ấn reset cho em để đăng ký. Đây. Cái này ấy thì mọi người sẽ nhập tên cho em. Ví dụ em tên. Cái này tên nhá. Cái này tên này. Đức Nguyễn. Cái này là Gmail. Cái này cũng là Gmail mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mọi người cái username này thì mọi người sẽ nhập là Nguyễn Đức. Viết liền không dấu cho em nhé, nó là ID mà. 202 đi, ok. Thì còn ba cái password này. Password này mọi người sẽ nhập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, nó phải có chữ hoa này, chữ thường này. Chữ hoa, chữ thường, số mọi người nhé. Còn cái Unem Network này là cái mã mời của Network mọi người nhé. Thì đây là cái mã mời của mình mọi người. Nếu mà ai chưa đăng ký P ấy, thì mọi người có thể nhập mã mời này giúp mình với nhé. Mình cảm ơn nhé. Văn Đức Nguyễn. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ ấn vào cái mình đã đăng ký xong rồi mọi người nhé. À, mình quên là lúc đấy mình có cắt ấy, tại vì là khi mình đăng ký ấy thì nó sẽ kiểu là gửi cho mình một cái mã xác minh về cái Gmail hay sao ấy, thì mọi người có thể là vào Gmail để xác minh nhá. Ok. Xong rồi mọi người chỉ cần đăng nhập lại là ok thôi. Đây. Đây là trang cộng đồng nhá, đây. Có cả người Tây Tùng các kiểu này. Đây là trang của Mỹ mà. Đấy, thấy chưa? Đây. Chỉ nói về Pi thôi mọi người nhé. Trên này cũng có rất nhiều thông tin hữu ích luôn. Mọi người có thể lên đây giao lưu với cả người Mỹ mọi người nhé. Ở đây thì có tất cả các quốc gia như kiểu Philippines này, Thái Lan này, Việt Nam. Thì nói chung là cái này ấy, thì mình đã có nói chuyện với bên dự án. Thì người ta bảo là sẽ ra app trong tương lai và tích hợp cái tiếng Việt ấy để cho người Việt, người ta, những người mà không hiểu về tiếng Anh ấy, thì người ta có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và mình cũng xin thông báo mình cũng là kiểm duyệt của cái trang Ptalk này mọi người nhé. Nếu mọi người có gì thắc mắc ấy, thì cứ liên hệ mình. Đây là cái kết bạn này. View này. Mình xem. Đây là cái bức ảnh của mình đăng nhé. Đấy, rất nhiều người like luôn. Ok, mình về trang chủ nhé. Cái này thì nó cũng có cái gian bán hàng như thường ấy. Đây. Ấn vào đây này. Để mình chuyển qua tiếng Việt cho nó dễ. Đây. Diễn đàn này là trang chủ ấy. Nguồn cung cấp tin tức là những cái tin tức. Còn những người bạn là những người mình kết bạn ấy. Hình ảnh này là vào trang cái phần album của mình. Thông báo, tin nhắn, mời bạn bè. Các nhóm này. Nhóm như kiểu group trên Facebook ấy. Này. Đây là nhóm của mình nhé, thì mọi người vào các nhóm này. Mọi người có thể tìm cái group của mình ở cuối cùng nhé. Đây, đúng rồi, đây. Mọi người có thể tham gia nhé, theo ông Văn Văn Đức Nguyễn này. Mạng của mình hơi lag một xíu. Ok. Đây chính là cái lúc của mình. Đó, ok. Thả tim phát.
Ok, thì bây giờ mình sẽ xem tiếp còn gì hay không. Đây là trang mình có thể bán hàng, bán các gia hàng mọi người nhé. Ok. Wow. Ok thì mình sẽ nói mẹo, mình sẽ nói cái bước 3 là cái mẹo để mọi người có thể nhận được copy ở trên này mọi người nhé. Mọi người thứ nhất là mọi người cứ tích cực đăng bài này. Thứ hai là mọi người sẽ tương tác với cái bạn này cho mình. Để mình check lại này. Bạn này này. Bạn đây, bạn bao này. Cái bạn này ấy, là bạn ấy là chủ sáng lập ra cái TikTok mọi người nhé. Mọi người cứ tương tác với bạn đấy thì sau này mà bạn đấy thấy kiểu là nói chung là tương tác lâu ấy thì mình có thể là xin được bạn đấy pi mọi người nhé. Ok. Trước mình cũng thế thôi. Rồi. Đâu nhỉ? Đây hẳn đây rồi. Ok chưa? Ok thì mình xin nhắc lại với mọi người là cái PTOC này nó là một mạng xã hội phi tập trung chạy trên nền tảng blockchain và đã tham gia cái cuộc thử nghiệm hackathon mọi người nhé, và đã được hơn 1.000 người like cho dự án. Đấy, thì sau này nó sẽ tích hợp trao đổi hàng hóa, ngân hàng, POGG và các dự án khác nữa. Ok chưa? Mình sẽ nói qua cái MiBi Bay. MiBi Bay là sao? MiBi Bay là được tạo ra bởi cái người ở Philippines hay sao ấy, mình có nghe nói qua. Thì cái MiBi Bay ấy nó là kiểu là giống ngân hàng ấy, nó cho mình đổi cái đồng pi đấy lấy cái tiền tệ như kiểu là tiền đô la Mỹ hay là tiền số gì đấy, mình không biết. Thì quan trọng là cái đấy là nó sẽ đổi pi sang tiền và người ta có thể là lấy tiền để mua pi mọi người nhé. Ok thì nó kiểu cũng kiểu na ná như thế. Còn cái POGG ấy nó là kiểu giống kiểu là bán các loại hàng hải sản ấy đấy, với cả là nó cũng chạy quảng cáo cho các công ty nào đấy hay gì đấy, nhưng mà phải trả bằng pi nhá. Đấy, ok thì mình xin kết thúc video tại đây nhá. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh mọi người nhá. Mọi người nhớ follow cái nick của mình ở trên cái PTalk này này và cái fanpage P Network mọi người nhé.